Mình chào các anh chị đã đến với kênh Em Cho Cuộc Sống Pháp nha. Em chúc mấy anh chị ngày mới hạnh phúc bên gia đình và thành công cho cuộc sống nha. Hôm nay em sẽ làm món cá hấp bầu. Mấy anh thấy, chị thấy nè, chế bầu không? Bự dễ mang không? Em gọt vỏ sẵn hết rồi. Bên đây là có hai con cá. Em sẽ làm cá hấp bầu. Trong nửa cá mình sẽ ướp theo gia vị chút xíu nha. Rồi mình ướp cá nha. Cho muối, bột ngọt, chút xíu đường cho nó thấm nha. Tiêu nhiều không? Đây là dầu hào cho cả nhà. Dầu hào vô, dầu mè vô, trộn đều vô. Đây là dầu mè. Cho miếng hành tím vô nha. Tỏi vô, tỏi cho nó thơm. Rồi cắt ớt bỏ lên nữa, nó thơm. Rồi cắt miếng ớt bỏ vô, cắt hai trái ớt bỏ vô. Ướp cái dầu hào, dầu mè lên cho nó cá nó thơm nha. Trộn luôn, nhét cho gia vị vô trong con cá này, cho nó thấm đều. Cá hấp bầu. Giờ lấy ruột bầu ra nè. Quan trọng là khúc đây nè. Lấy ruột bầu ra, móc ruột bầu ra. Hột quá trời hột luôn. Ăn tiên là khúc này nè. Muốn làm những món ngon là phải cực khổ. Lấy tay không khỏi mang khăn tay nha. Không cần mang khăn tay đâu. Khăn tay nó vướng bạn khó làm lắm. Móc ruột ra hết luôn. Cho nó trống dễ nhét cá vô. Đây mình lấy ruột bầu ra hết rồi nè. Lấy đừng cho nó bị lủng nha, lủng nó hấp nó bị chảy nước ra hết ngon nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cá vô, lụm hai chú cá bỏ vô, cho cái đầu vô trước đi. Đó, làm hấp được 4 con luôn chứ hai con xin nghe gì. Có ruột cá nữa hả? Chế bầu bự quá, chế bầu bự quá, nó bự luôn, khủng khiếp chế bầu. Đây mình bịt cái đầu lại nha, mình lấy cái cây mình kê lên cho nó cao lên, cho nó khỏi chảy nước cái nước nó ra nha, giữ cái nước lại luôn. Phải kê lên, không kê lên là nó chảy cái nước ra nó hết ngon. Rồi nước nó sôi quá trời sôi luôn, bây giờ mình sẽ bỏ lên nha. Mình bỏ nó lên rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ đậy đắp lại cả chừng tiếng hồ nha. Đây mình cắt bầu ra nha. Bầu chín rồi, giờ bắt đầu mình cắt nè. Mình để bún tàu lên. Cá chín luôn. Thì đựng vô cá nó bẻ cá ủi. Ra bầu ra nước quá trời luôn. Khá đã không? Đây là thau bún tàu luôn, ăn đã luôn. Đó, đây là bún tàu cả nhà, có nước tương với lại gia vị muối đường bột ngọt thôi. Bây giờ đài chả lên cá nè. Nửa tiếng nữa mới tính. Đây, phần cá chín rồi. Đó. Đây là cả nhà. Bắt đầu lấy ra. Cá hoàn thành rồi nè cả nhà. Bây giờ bắt đầu ăn nha. Chào các anh chị nha. Em mời mấy anh chị ăn cơm no. Em mời mấy anh chị ăn cá hấp với lại bún nè, bún tàu nè, rất là ngon. Bên đây là có chén nước tương lại sa tế nha. Mình ăn nước tương sa tế với lại bún hấp cá với lại bầu nè. Bầu nè. Bầu đây mình chỉ lấy kém cắt mới được thôi. Cái này nước quá trời luôn, bầu cái này nước quá trời luôn. Nhưng mà ngon. Mình lấy kem cắt như này. Đây, miếng bầu. Thử ngon không nha. Ngon quá. Đây là bún. Bún mình cứ ướp nước tương rồi sẵn hết rồi. Vừa ăn luôn. Đây là cá nè. Cá này em cũng ướp sẵn luôn. Thấy không? Lấy nguyên miếng luôn. Bỏ vô miệng vớt. Rất là ngon nha cả nhà. Lần đầu tiên mình làm món này luôn. Cá ngon quá. Ngon. Thích đấy, nó ngọt có nước của nước bầu quá, ngọt quá. Bầu thì hơi lạnh chút xíu, tại bầu mình không có ướp gì vậy, nó quá gu, có gu nhưng mà nước của nước cá rồi ra thôi. Chấm lại nước tương luôn. Thích đấy.
đây, thấy cái muỗng nè, đang kéo mà thấy cái muỗng trắng là cái gì nè, thấy không, đã không? Con muỗng nó dai, ăn thật nó giòn, thật đã. Để kéo cắt miếng bầu rồi, bầu ăn bầu nó mới ngon, ăn bầu chấm nước tương nó mới ngon. Cái bầu bự vĩ đại luôn mà. Đó, chấm miếng nước tương quá đã. Ăn hai con cá luôn, lần hai con, đậu quá. Cá này cũng ướp sẵn rồi, ướp trước á, đậu quá. Cá nè, ăn cá gì mới đã đó, ngon. Cá nó béo lâu luôn, bún nè, hấp dẫn không? Ngon quá. Ăn nóng nó ngon. Cá thì béo. Để thấy mấy củ hành đâu ta? Củ hành dớ. Ngon. Dặn. Hết sảy như con bà bảy. Ăn mà không ngóc 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 không ngước mặt lên luôn à. Quan trọng là bầu à, cá nó ngon nhờ nước bầu nó ra, nó ngọt con cá. Ăn nữa đã quá, ngon quá. Ngon quá. Hết chảy. Hết chảy như con bà bảy. Cái nước tương nó có cho sa tế á, nó cay bà cố luôn. Sa tế bà xã mình làm nó cay bà cố luôn. Đây mình lấy miếng cá ra, để chén đó, cá để lên chén, trang miếng nước tương sa tế vô nữa là hết sảy, ăn cay nó mới ngon. Miếng tương sa tế trang lên nhớ. Đây đã không? Ngon quá. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Ăn chung với cá nè. Chuyển lên mấy chị ơi, em cảm ơn mấy anh chị đã đến với kênh Em Đi Cuộc Sống Pháp nha.
Em chúc mấy anh chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công cuộc sống. Mấy anh chị tất cả em hãy cho em xin một cái like, một chia sẻ và một bình luận ở dưới nha. Không quên cho em một cái đăng ký nữa. Hẹn mấy anh chị vô tiếp theo. Bye bye mấy anh chị.